Đây 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 đây, 1 2. 1 2 dẫn dắt và chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện là mít tia nào cả. Được hạt nhân rồi. Mình đang bắn mạnh hơn so với lực một chút. Đấy đấy đấy, wait. Alo, xin chào bạn nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với server 145 gà Goliath. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái arc mà cũng lâu lâu rồi chưa làm clip nào về Petfoot. Hôm nay mình lại quay lại thôi. Thì thực ra thì bạn này cũng đang có ý định là nghỉ phụng rồi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị chuyển sang để nuôi rồng. Bạn nhìn rồng là chuẩn bị lên 3 sao rồi. Các bạn thấy không? Nói chung là phụng nó là một con pet thì nó kiểu như là thuộc hàng đại gia rồi, chỉ có đại gia mới dùng được thôi. Chứ còn nếu mà người nào mà không muốn nạp nhiều vào thì thực sự không thể nuôi nổi con này. Các bạn thấy là rồng gần lên 3 sao rồi mà phụng. Đấy, rồng gần lên 3 sao, phụng chuẩn bị lên 2 sao. Nói chung là nó rất là khó để có thể nuôi được con này đấy. Còn gà ở đây thì là đang 4 sao rồi. Các bạn thấy là đợi lên 5 sao rất là lâu, 200 mảnh. Thôi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu với app một chút. Bạn này là level 54, tí lửa. Thứ ra mà level 54 mà có pet thức tỉnh rồi thì mình cũng thấy khá là tuyệt vời đấy. Server 145 thì ra không phải là server cũ, không phải là một server quá cũ. Thế thôi, bây giờ mình sẽ giới thiệu cái app này chút. Không hiểu sao lại đeo thêm vĩnh cửu, thì ra sao không đeo một cái nhẫn nhanh nhẹn nhỉ? Up hết nhanh nhẹn lên. Rồi ở đây thì mình thấy là rất là nhiều, hầu hết đều là vòng tay 4, à vòng tay Venus 4, hạnh phúc 4 và một cái hạnh phúc 4 nữa. Lô gạch một vũ khí, nói chung là nó quá là huyền thoại rồi. Ai cũng dùng cái lưu gạch này. Trang hip hop level 13 này. Áo thì là 13, mũ thì 14. Rồi, không sao. Cái này thì là bao nhiêu đây? Còn 15 ngày. Những cái thắt lưng này các bạn có thể kiếm ở trong cái nhiệm vụ tháng nha các bạn. Nhiệm vụ tháng thì thường là cứ đến mùng 10 hàng tháng là nó sẽ mở đấy. Thì sẽ có thể kiếm được thắt lưng tím hoặc thắt lưng cam. Nếu mà thắt lưng cam thì kiếm ở trong cái nhiệm vụ đi war thì phải. Đi war 999 trận đấy. Rồi bây giờ mình sẽ lại quay lại con pet này một chút để giới thiệu về các kỹ năng của nó. Đây cũng thức tỉnh rồi nên là sẽ xem là hết tất cả các kỹ năng thôi. Kỹ năng 4 của nó đó là tăng 300 công, 150 sát thương. Tức là khi mà dùng nhé. Khi mà dùng cái kỹ năng này sẽ tăng 300 công, 150 sát thương. Tức là tổng cộng lại là 300 công thì 150 sát thương. Cộng 150 sát thương nghe nữa thì nó là 300 sát thương. Không biết là nó tăng nhiều hay không. Thì bình thường mình dùng cái kỹ năng này là toàn one hit đối thủ thôi. 4 cộng 48% tỷ lệ bạo kích và hiệu quả dẫn đường duy trì trong một lượt. Kỹ năng 3 thì là tăng 300 công cho tất cả beta, tức là vào trận được tăng cái công ảo. Tức là nó không cộng với chỉ số nhưng mà mình được đam to hơn kiểu như vậy. Rồi, kỹ năng 2 của nó thì là ném một đạn băng gây 50% sát thương, 100% bạo kích và đồng thời là cộng 500 điểm tấn công bản thân. Cái con pet này là pet nhanh nhẹn nhưng mà tăng tấn công rất là nhiều. Nhiều clip mà mình làm pet này trước đây thì mình cũng nói rồi, một con pet tăng tấn công rất là nhiều luôn. Pet dòng này thì một con pet chỉ số thiên về tấn công nhưng mà kỹ năng lại thiên về hồi máu. Dù sao thì phụng nó vẫn thuộc hàng bá nước bây giờ rồi, bá đạo nước bây giờ rồi. Tuy nhiên nếu mà một sao thì không thể nào mà so sánh với dòng 2 sao được, thế nó quá là khập khiễng. Nó chỉ là pet phụng nó chỉ hay về kỹ năng thôi. Thực ra chỉ số thiên về nhanh nhẹn cũng khá là ổn. Thôi không nói linh tinh nữa thì bây giờ mình sẽ chuyển sang ngọc. Bạo kích ban phúc xuyên giáp hạt nhân liên kích tiên cố. Bộ ngọc thì nói chung là full. À đây có cái kiên cố tím đây. Có lẽ là trong cái event vừa rồi thì có cái nhiệm vụ là càn quét ấy. 2000 lần thì phải là được cái kiên cố tím. Nhưng mà dù sao thì kiên cố nếu mà ở level thấp thì dùng sẽ hay hơn. Còn càng lên cao thì nó không trừ được bao nhiêu sát thương cả. Miễn thương sẽ dùng hay hơn rất là nhiều. Ở đây tu luyện thì bạn này có lẽ là ở đây tấn công 158 nhanh nhẹn 153 thôi, cũng không nâng nhiều nhanh nhẹn vì con pet nó đã cộng rất là nhiều nhanh nhẹn rồi. Thể lực là 310, tầm lực chiến 320 32.000 mà thể lực 310 thì cũng không phải là một cái nhanh nhẹn để nhanh nhẹn. Thực sự thể lực ở đây cũng không phải là quá cao so với tầm lực chiến này, nó tương đối thôi. Lúc mình 32.000 thể lực chiến là lúc đấy là mình cũng phải tầm 320 325 thể lực rồi.
Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang thần khí xem màn này là có áp nhiều. Đây, bậc 1 cấp 4 đây, cũng sẽ tăng khá là nhiều giáp. À, chỉ số của bạn này là giáp là bao nhiêu? 1.600 và sát thương 2.400. Bây giờ thì mình thấy rất là nhiều anh top là có chỉ số giáp là cao hơn chỉ số sát thương rồi. Những người mà chơi mắc thủ ấy. Ở server mình thì có một người là 3.600 sát thương và 3.700 thì giáp luôn. Nói chung là giáp to hơn cả cái chỉ số sát thương ấy. Ở đây khảm đá thì là mình nghĩ là full 8, à, vẫn còn những cái viên 6 đây. Vẫn còn một vài viên 6, một vài viên 7. À 6 có một viên thôi, còn một vài viên 7 nữa. Cố gắng up cái nhanh nhẹn này lên. Chỉ còn một viên 7 nữa thôi là thêm được một viên 8 thì là nhanh nhẹn rồi. Ôi vật tổ, bạn này có đi vật tổ không nhỉ? Đây 13, 12, 12 thì rất là ổn rồi đây. Thôi mình sẽ vào giải siêu cấp đi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ gà 18. Không biết là với cái con pet này thì vào này liệu có ổn không? Rồi vừa vào đã gặp bánh bò rồi. Level 49 có lẽ là mình sẽ đào full luôn. Map nào mà nó khó khăn một chút thì mình sẽ bật kỹ năng pet lên để... Thực ra cái clip mà test kỹ năng pet của con này thì mình cũng đã test rồi. Clip này có lẽ là... quay cho bạn xem nhìn cho đẹp thôi. Có lẽ là sẽ chết luôn. Level 49 mà không có nhiều máu đâu. Nhưng bạn nào 4x cố gắng up lên 50 nhá, sẽ tăng rất là nhiều máu đấy. Và những bạn nào 5x thì cũng cố gắng là up lên 60 cũng sẽ tăng rất là nhiều máu. Và đặc biệt là từ level 60 trở đi là lên 61 cũng tăng nhiều máu, và lên 62, lên 63, lên 6... nói chung là từ 60 trở đi là lên mỗi cấp sẽ tăng được rất là nhiều máu. Đấy là một cái mà mình khích lệ các bạn là nên tăng level lên. Rồi gặp một bạn cũng level 58 và gà 17 rồi. Cũng pet phụ. Kinh ghê. Rồi full dam rồi. Bảo kích có chết không nhỉ? Ê ui, anh kia dam to thật đấy. 6.000 máu một tia. Cơ bản là bạn này là giáp cũng áo nón vẫn chưa full 15 nên là chưa thực sự là giáp cũng chưa thực sự là trâu. Lại gặp level 55 rồi. Gặp những người rất là ngang cấp độ. Bây giờ thì ngang cấp độ cũng không đồng nghĩa việc là ngang lực chiến. Rồi pet dòng, phục đấu với dòng. Mình cũng chẳng biết là bắn góc này phải bắn như nào nữa. Cứ bắn bừa thôi. Đấy vướng rồi. À, cứ đứng ở vị trí cũ bắn 3762 thì là trúng phải. Rồi, không sao, cứ đứng đây mà câu sang thôi. Không sao cả. Rồi, không xuyên giáp rồi. Bây giờ thì sợ nhất là Ngọc xuyên giáp. Rồi, pet rồng nó hồi lại hồi máu. Bắt pet rồng kia là có kỹ năng 3 nên nó sẽ hồi máu. Kỹ năng 2 thì cũng trừ máu đối thủ nhưng mà chơi ít thôi. Thường là những cái kỹ năng mà thiên về máu thực sự là rất là hạt nhân. Tụt xuống dưới này lại khó bắn rồi. À mình có cái dẫn dắt này. Từ chỗ này thì mình sẽ bắn là 80 đi. Từ từ. Mình sẽ bắn chay thêm một tơ nữa thôi. Giờ là nếu mà mình bắn đã bị tụt xuống dưới này thì bắn rất là khó. Ồ, vẫn còn một lượt nữa bắn kìa. Vẫn bắn chay tiếp để đối thủ. Mình vẫn sẽ bắn chay tiếp. Để đối thủ không có cơ hội bay sang đây và full dam mình. Và đứng mò từ bên kia bắn sang bên này thì cũng sẽ rất là khó chứ không đơn giản đâu. Trước khi là sau bên này bắn như thế nào. Cái kỹ năng 4 của mình là cũng sẽ tăng rất là nhiều sát thương đấy.
tăng tận 300 sát thương cơ. Nhưng vấn đề của mình bây giờ đang là phải làm sao tìm được góc của đối thủ đã, làm sao để bắn được đến chỗ của đối thủ đã. Đã đưa thì mình sẽ không Paw và sẽ dùng kỹ năng. Tuần tiếp theo thì mình sẽ dùng kỹ năng Pet chứ không dùng Paw. Nó có dẫn dắt mà. À bay rồi, bay rồi, bay rồi, bay rồi. Định bay đâu? Mình có bật kỹ ở đây rồi. Được. Cái kỹ năng này nó có tỷ lệ mà bạo kích đấy các bạn. Nên là chung là cũng sẽ ngon thôi. Vướng à? Họ vừa bay một tơn rồi nên là tơn này chắc là sẽ không bắn được sang đây. Hy vọng là vậy. Full dam xong cảm thấy là mình đang rất là yếu đuối, còn có tí máu thôi. Hạt nhân rồi, hay quá, mất tơn rồi. Quá là tuyệt vời. Này mình sẽ lại bắn thêm nữa. Không nghĩ là nó lại bị vướng cái tơn đấy. Không nghĩ là nó bị lại bị vướng cái tơn đấy các bạn. Kích rồi. Sao mình không full dam luôn nhỉ? Chết đi. Chết đi rồi, mày quá crit. Cứ tưởng là thua rồi nhưng may mắn thay lo họ lại ra. Dự là bây giờ là bắn. Nếu mà như thế mà mình cầm lựu đạn thì mình sẽ bắn cái góc đấy nó ổn hơn vì là cái lựu đạn góc cao hơn mà. Chỗ đây bắn góc cao nó sẽ đỡ bị vướng. Vừa nãy mình bắn góc thấp nữa bị vướng, rất là phí cái turn đấy. Chúng là 3 tia thì khả năng là không để sống được đâu. Dù sao trận vừa rồi thắng được trận vừa rồi cũng rất là hên. Giờ bắn nào, cộng 1 đi. Có lẽ đối thủ bọc. Rồi vào game mà thấy bị văng sảnh có lẽ là sẽ đã bị thua cái trận đấy rồi. Cứ một trận thắng, một trận thua chán nhỉ, 4 trận. Cứ một thắng, một thua. Rồi, trận tiếp theo là gặp level 54 rồi. Cái kỹ năng 4 của pet pet phụ mình cảm tưởng như cầm pet nào là đi trong giải sơ cấp là hay gặp pet đấy thì phải. Rồi băng rồi, có lẽ là không biết là để làm gì. Để cộng 2 thì có được tơn nhỉ. Chỗ này bắn bao nhiêu đây? 54 đi, à 53 đi. Pick rồi. Chúng nó có một tia, à hai tia, may thế. Này nó có một cái trò rất là hay, đó là tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Đó là 1-2 và dẫn dắt. Skin 2 của pet. Đây 1-2 dẫn dắt và chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện là mít tia nào cả. Được hạt nhân rồi. Mình đang bắn mạnh hơn so với lực một chút. Đấy. Thực ra không hạt nhân thì đối thủ cũng sẽ bị đào xuống một chút. Chứ không thể nào mà, nhưng mà một khi mà các bạn bắn lựu đạn á, các bạn nâng lên 330 thể lực á, mà bật cái dẫn dắt đấy lên thì thôi rồi. Có bao nhiêu tia hút hết vào người và nói chung là chắc là sẽ bị chôn vùi luôn. Lưu gạch thì đào yếu thôi. Rồi một bạn cầm pet heal. Pet heal chưa lên rèn luyện luôn. Full dam rồi. Nhưng mà nhanh nhẹn trước cả mình, kinh thế nhở. Pet heal kia là pet heal mà chết không. Rồi bạn rất là tự tin. Đây thì mình bắn 62 xuyên giáp rồi. Trúng không? Chết luôn. Bây giờ thì ngọc khủng nhất có lẽ là ngọc xuyên giáp rồi. Không còn ngọc nào có thể là ngon hơn ngọc xuyên giáp được nữa. Nên là các bạn lấy ngọc là các bạn cứ phải ưu tiên lấy xuyên giáp đầu tiên.
Hà Tiên thì bây giờ nó bị yếu hơn một chút rồi. Hôm nay thì mình vừa nghe có một người nói với mình đó là Ngọc Hạt Nhân là nó còn tùy vào giáp của đối thủ, tức là giáp càng trâu thì Ngọc Hạt Nhân sẽ càng được tăng ít đam, còn nếu mà giáp bé thì đam sẽ to hơn, tức là cái lượng sát thương nó được tăng nhiều hơn ấy. Bây giờ chết rồi, 4.000 máu một tia thì khả năng là lên đường rồi, không thể nào chống được. Còn xuyên giáp thì không cần biết là đối thủ là bao nhiêu, mình bắn được từng đế máu là mình từng đấy sát thương là sẽ cứ được từng đấy máu, mà không cần biết là đối thủ giáp to hay không, top hay là không top. Mình cảm thấy cầm pet phụng này gặp nhiều pet phụng hơn so với là những pet khác, có lẽ là không biết là Vinagame có phải là giờ mình bắn xong tên này đã xong rồi lại nói tiếp không thì bắn dễ bắn mít lắm. Không biết là đấy có phải là sự sắp đặt của Vinagame không, khi là khi mà cho những con pet giống nhau gặp nhau. Các bạn thấy vừa nãy là pet rồng và pet heal thì gặp cũng ít thôi. Bình thường thì mình đi cầm pet heal chẳng bao giờ thấy gặp pet phụng luôn. Cầm pet phụng này đi gặp rất là nhiều pet phụng. Cái gì đây? Bạo kích hạt nhân. Nhưng mà Ngọc bạo kích mà đi hạt nhân thì thực sự là rất là kinh khủng đấy các bạn ạ. 8.000 máu một tia. Vào cái đam full luôn thì... Nhưng mà cái chiến thuật vào mà full đam luôn ấy, bây giờ thì nó không còn là... nó không còn hiệu, lại xuống gà 18 rồi, bực tiếp nhỉ. Thắng 2 trận thì lại thua tiếp 2 trận. Ok fine. Ok fine. Tôi lại gặp cả 60 nữa. Càng ghê. Cái chiến thuật mà vào full dam luôn nữa, nó không còn hữu hiệu như ngày trước nữa rồi. Bây giờ chỉ có vào mà bắn ra xuyên giáp thì khả năng là còn đối thủ còn chết thôi. Còn không thì khó lắm. Thực sự là rất khó. 68 này. Mình đang muốn bắn cho đối thủ chúi xuống một chút. Mà có lẽ là không được rồi. Như này đối thủ cướp một turn và power thì có khi là xác định rồi. Nó không sao, mình đang bò ra mép nên là cũng một phần tự tin một chút. Ôi dẫn dắt luôn. Power luôn. Sao căng vậy? Không chết, kiên cố mày thế, Ngọc kiên cố nó đã cứu mình rồi đấy. Nói chung là cứ đeo ngọc thủ vào. Giờ là thủ đang lên ngôi. Thần khí thực sự là... bắn đi đâu vậy? What? Bán phúc, chết không, có chết không, có chết không. Rồi, mất dẫn dắt là thôi. Có lẽ là mất dẫn dắt là không thể chơi được. Vừa nãy sao mình kéo lực như thế nhỉ? 50 thôi. Cái gì đây? Xuyên giáp rồi. Một khi mà Ngọc xuyên giáp đã chạy thì bất kể đối thủ là ai, tôi không cần biết anh là ai, mà tôi chắc chắn là anh sẽ lên mộ. Vậy mình đang nói đến cái gì rồi nhỉ? Ôi sao lại gặp cả 65 này? Không thể tin được. Gà 15, à gà 17 mà có cả 65 các bạn ạ. Đừng bảo là vừa nãy cầm. Từ xem không phát ngọc. Không phát ngọc gì thì mình vẫn có cơ hội mà. Pet heal tuần trước này thì khả năng là sẽ bắn góc cao. Bắn góc cao cho nó chuẩn. Phê vãi, không chết. Không có crit vào. Mình bắn một cái 50 à? Sao lại chỉ bắn một cái 50 nhỉ? Đấy, mình nhớ là mình bắn hai cái 50 mà tại sao lại ra được có một cái 50. Ok, turn này thì xem có chết không. Ngọc gì, mong là sẽ crit một tia đi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, crit đi vãi trường chưa.
65 thực sự là máu nó rất là trâu. Nói chung là bây giờ chúng ta xem đối thủ bắn như nào. Có lẽ là vẫn sẽ trúng thôi, góc này thực sự nó quá dễ rồi. Mà chỉ cần ngửi hơi máu à. Hạt nhân. Có lẽ trúng rồi. Ôi giời ơi. Sao lại bắn mít được cái tia đấy hay đấy nhỉ. Tơ này chắc là không mít được nữa. Vẫn mít. Không hiểu. Tôi thực sự không hiểu. Vậy cho nó nhanh. Nói chung là không thể hiểu được. Điều gì đến thì nó vẫn cứ đến thôi. Yeah. Máu trâu nhổ mít đến 2 tia, cho anh 2 cơ hội rồi mà anh không làm gì được thì tôi cũng chịu. Cái trận vừa rồi không phải sắp xếp đâu nhé các bạn. À không phải sắp đặt đâu. Thật đấy. 65 bây giờ có những người bắn cũng bình thường thôi, không phải là bách phát bách trúng được. Có lẽ là họ đang gặp vấn đề tâm lý. Rồi ok, có lẽ là clip mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Các bạn hãy comment. Cái từ đấy chính xác là comment. Các bạn hãy comment nêu cảm nghĩ về Pet Phụng nhé. Đây là xem nó có đẹp hay không, hay là skill nó có bá đạo hay không, hay là nó đắt đỏ như nào, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá. Rồi ok. Đừng quên like và đăng ký để ủng hộ cho mình, giúp mình có thêm động lực làm những video hay hơn, hấp dẫn hơn. Rất cảm ơn các bạn đã xem clip mình. Chào các bạn.